Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Hỏi Bác Sĩ Sinh Sản. Chương trình này được phát trên kênh YouTube và fanpage chính thức Bác Sĩ Phạm Quang Nhật. Kính thưa các bạn, thì bác sĩ Nhật làm những video để chia sẻ cho các bạn những kiến thức y khoa về sức khỏe sinh sản. Chương trình này không nhằm mục đích thay thế việc chẩn đoán cũng như điều trị và quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. Nào, chúng ta bắt đầu. Ngày hôm nay video bác sĩ Nhật sẽ chia sẻ cho các bạn câu hỏi cho chủ đề thai ngoài tử cung, lý do, nguyên nhân, những dấu hiệu và việc điều trị ra sao, và nó ảnh hưởng tới việc thụ thai cũng như làm công tác ống nghiệm như thế nào. Thì như vậy, tại sao chúng ta bị thai ngoài tử cung? Thì khi mà chúng ta có quan hệ vào những ngày người phụ nữ có khốn loạn hay rụng trứng, thì tinh trùng từ ở âm đạo sẽ lên cổ tử cung, vào trong cổ tử cung và đi đến tai vòi, gặp trứng đã được phóng loãng ở tai vòi và sẽ tạo thành phôi thai. Thì như vậy, ở tai vòi, phôi thai được hình thành thì sẽ di chuyển vào trong cổ tử cung từ 3 đến 5 ngày. Nếu một lý do nào đó làm cho phôi thai di chuyển chậm hoặc là di chuyển không đúng theo thời gian, thì như vậy phôi thai sẽ nằm ở vùng tai vòi hoặc nằm ở vùng đoạn mà tiếp giáp giữa tai vòi và tử cung, hay còn gọi là đoạn kẽ. Thì như vậy chúng ta bị thai ngoài tử cung ở tai vòi hoặc ở đoạn kẽ. Khi mà có thai ngoài tử cung thì phôi thai ở vùng tai vòi hay đoạn kẽ sẽ phát triển, và vị trí đó sẽ không phù hợp với không gian để cho phôi thai phát triển, và tới một mức độ nào đó những mạch máu ở đó sẽ bị phá hủy và dẫn tới chúng ta sẽ có các triệu chứng đau bụng. Đầu tiên, người phụ nữ phải trễ kinh, thử que hai gạch, hay là chúng ta gọi là có thai. Sau đó thì sau khi thụ thai từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta sẽ có dấu hiệu đau bụng và rong huyết, ra huyết bất thường. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi cái tình trạng ra huyết bất thường, ra máu sậm đen hoặc có một ít máu đỏ tươi, hoặc là chúng ta có đau bụng một bên, đau trằn thì chúng ta có dấu hiệu có thai, thì chúng ta phải cẩn thận chuyện gọi là thai ngoài tử cung, và chúng ta phải lập tức đi khám để chúng ta có được cái chẩn đoán và điều trị cho phù hợp. Bởi vì khối thai càng lớn thì như vậy mạch máu ở vùng đó sẽ bị phá hủy và có thể dẫn tới một cái tình trạng xuất huyết ở trong buồng ổ bụng, và có thể dẫn tới tử vong nếu như chúng ta không phát hiện sớm. Thì như vậy chúng ta hiểu như thế nào là gọi là thai ngoài tử cung. Thì lý do thì người ta thấy rằng những cái nguyên nhân có thể gây hẹp tai vòi hoặc là hẹp đường đi của phôi thai thì sẽ dẫn tới là thai ngoài tử cung. Chlamydia nhiễm Chlamydia đó là một cái tác nhân gây ra hẹp tai vòi mà không có dấu hiệu gì hết Như vậy thì khi chúng ta khám phụ khoa thì chúng ta cẩn thận vấn đề khi nhiễm Chlamydia, nhiễm đậu có thể dẫn tới hẹp tai vòi và dẫn tới là đường đi của phôi thai hẹp đi, và nó sẽ dẫn tới thai ngoài tử cung. Hoặc là vì một lý do bẩm sinh, tai vòi dài hơn so với bình thường thì dẫn tới việc rằng là cái phôi thai đi một quãng đường xa và nó dẫn tới là thai ngoài tử cung. Ngoài ra chúng ta có những cái gọi là thai lạc vị, có thể là cái phôi thai nó nằm ở trong ổ bụng, gọi là thai trong ổ bụng, hoặc có thể di chuyển lên gan, gọi là thai ở gan. Thì chúng ta sẽ phòng tránh như thế nào? Chúng ta sẽ khi quan hệ chúng ta tất nhiên là hạn chế nhiều bạn tình, chúng ta sẽ có việc vệ sinh thật đúng cách để việc lây nhiễm Chlamydia hạn chế, và chúng ta sẽ nếu như đã được thiết lập việc chẩn đoán thai ngoài tử cung thì chúng ta phải lập tức nhập viện để được điều trị. Thì việc điều trị chúng ta sẽ có hai hướng điều trị, hoặc là nội khoa, hoặc là chúng ta có thể điều trị ngoại khoa. Tiêu chí đậu khoa là nếu như khối thai còn nhỏ ha, và cái xét nghiệm HCG vẫn trong giới hạn cho phép ha, thì như vậy các bác sĩ sẽ sử dụng một loại thuốc gọi là MTS. Thì thuốc này nó sẽ phá hủy khối thai ha, nó giữ cho tế bào non đó, nhưng phải theo dõi thật sát vì cái này là một tính chất có khả năng độc cho gan, cho thận ha, và cho tủy xương, cho nên chúng ta không tự ý sử dụng. Phương pháp thứ hai đó là điều trị ngoại khoa, có nghĩa chúng ta sẽ phải nội soi. Chúng ta có thể nội soi lấy khối thai, bảo tồn lại tai vòi, và hoặc là nếu như mà khối thai phá hủy tai vòi quá nhiều thì chúng ta sẽ phải cắt luôn tai vòi, như vậy thì là tai vòi bên đó sẽ không còn. Người ta thống kê rằng là có khoảng 30% người phụ nữ đã từng thai ngoài tử cung có khả năng bị thai ngoài tử cung trở lại. Do đó là cái vấn đề theo dõi 1 tháng, 2 tháng sau khi mà chúng ta đã có được điều trị thai ngoài tử cung thì cần phải thăm khám trước khi mang thai lại. Và câu hỏi là một số bạn, tại sao chúng ta chuyển phôi, tức là chuyển các thai vào trong buồng tử cung nhưng chúng ta vẫn bị thai ngoài tử cung hay thai nằm ở đại kẽ? Thì là vấn đề là do khi chúng ta chuyển phôi, cái phôi nằm ở trong tử cung ha, các bạn thấy cái video khi mà chúng ta chuyển phôi ha, người phụ nữ nằm ở vị thế như thế này đó, thì chúng ta chuyển phôi, các phôi thai được đưa vào trong buồng tử cung nhưng vì lý do du động thì các phôi lại di chuyển ngược lại vào ở trong ống dẫn trứng, và cái khối thai nó lại nằm ở cái vùng tai vòi mà dẫn ra thai ngoài cùng. Thì đây là một cái trường hợp hiếm, rủi ro, do đó là một số bạn cũng đã từng gặp là khi chúng ta chuyển hai thai thì có một thai nằm ở trong tử cung, một thai còn lại nó di chuyển theo cái du động, tại vì tai vòi là nó có những du động thì nó lại đi ra ngoài, cho nên chúng ta có trường hợp là một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung ha. Thì đó là những cái trường hợp rất hiếm, tuy nhiên trên thực tế đã có xảy ra ha. Và như vậy là việc điều trị nếu như chúng ta có thai trong tử cung, thai ngoài tử cung thì việc phẫu thuật, nếu chúng ta muốn bảo tồn cái thai ở trong tử cung thì nội soi là một trong chỉ định để chúng ta cắt cái tai vòi mà có thai ngoài tử cung đó. Thì bác sĩ Nhật đã chia sẻ cho các bạn ha, tại sao chúng ta bị thai ngoài tử cung và những cái vấn đề liên quan tới thai ngoài tử cung cũng như việc điều trị. Tuy nhiên các bạn không tự điều trị mà nên gặp các bác sĩ chuyên khoa ha các bạn ha. Thì như vậy là phần video đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy bấm subscribe kênh bác sĩ Nhật, và cũng đừng có quên là bấm cái chuông thông báo bên dưới để YouTube có thể nhắc các bạn nếu bác sĩ Nhật có upload những cái video mới. Thì các bạn có những câu hỏi có thể đặt ở bên dưới video hoặc là nhắn tin Messenger fanpage của bác sĩ Nhật. Đó, thì video đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Quên, kênh này của bác sĩ Nhật là không mật tính năng quảng cáo, do đó là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ. Bye bye.